bạn mình tên là Tôn Lộc Bảo Minh, là founder sáng lập bên An Univis Yoga Academy. Đến 9 năm giảng dạy yoga và 5 năm giảng dạy Univis. Lựa chọn tên An là vì hai lý do. Một lý do đầu tiên là An là tên con gái của mình. Và lý do thứ hai là cái chữ An trong An mình bình an. Và mình nhớ là tất cả các bạn khi mình luyện tập với mình luôn cảm thấy bình an trong tâm trí cũng như là cảm thấy an toàn trong cái việc di chuyển thôi. Mình đã học khóa lớp 1 vào năm 2022 và lớp 2 vào năm 2023. Và mình lựa chọn Genis bởi vì đầu tiên là mình có theo dõi Genis ở trên Facebook ấy. Thì mình thấy về bên mặt yoga thì Genis dạy rất là kỹ về tôi xin hớp về chuyển động, về các chuyển động nền tảng. Và mình kiến thức cái sự chuyển động nền tảng rất là chuẩn chỉnh ở bên Zenith mà tạo ra. Và mình tin cái khóa học mà Pilates của bên Zenith nó mang cái đặc thù như vậy. Và mình đúng theo cái định hướng mà mình muốn đi thêm như vậy. Và mình chọn Zenith để có được cái sự chuẩn chỉnh, chỉnh chu ở trong cái chất lượng giảng dạy của mình. Đầu tiên mà mình thích nhất đó là cái chuyển động của bên Zenith ấy, nó rất là an toàn, cực kỳ an toàn và có thể tập cho bất cứ đối tượng nào. Sau khi các bạn học cái khóa học bên Zenith, các bạn có thể dạy cho bất cứ đối tượng nào, từ người yếu, người bệnh tật cho đến những người khỏe mạnh và muốn cải thiện cái tư thế. Cái thứ hai là các cô giảng dạy ở bên Zenith rất là nhiệt tình, cực kỳ nhiệt tình luôn. Và mình có thể hỏi tất cả những thắc mắc của mình và các cô giải đáp cực kỳ chỉnh chu, chi tiết, dễ hiểu. Và mình có thể dùng những cái lời dẫn của cô, cái điều cô để mà mình dạy mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Cái điểm thứ ba nữa là cái cách mưa cái dấu án của Zenith ấy, đó rất là bài bản, có trình tự trước sau. Mình thích cái điều tin cái khóa học bên Zenith là vì nó có trình tự trước sau như vậy á, thì người tập họ cảm thấy là họ được nâng cái khả năng lên dần dần trong khi luyện tập với mình, với cái giáo án mà từ bên Zenith mình áp dụng trong việc dạy này. Thứ năm đi ha, thứ năm là mình rất là thích cái đội ngũ từ nhân viên cho đến huấn luyện viên ở bên Zenith cực kỳ thân thiện và hỗ trợ cho mình hết mình, vì là mình là người ở xa, ở Đà Nẵng mà ra tận Hà Nội học. Mình rất là bỡ ngỡ khi mà đến một môi trường lạ, nhưng mà các bạn cũng hỗ trợ cho mình cực kỳ nhiệt tình và mình hoàn thành khóa học một cách tốt nhất. Và một ý cuối cùng nữa là mình mong muốn là mình sẽ là cánh tay nối dài của Zenith